Hello, mùa hè sắp đến rồi ạ. Bây giờ là đầu tháng 3 dương lịch. Chỉ sang đến tháng 4, tháng 5 là bắt đầu ánh nắng chói chang của mùa hè đã đến rồi. Và mùa hè là mùa khoe sắc của các cây hoa sen và hoa súng ạ. Các bạn có nhu cầu mua các cây hoa sen, hoa súng để chuẩn bị cho mùa hè thì vui lòng liên hệ. Website là www.hulatrees.com. Đường link đến website thì bạn có thể tìm thấy ở phần mô tả của cái video này. Có rất nhiều các cái kích cỡ cây hoa sen, hoa súng. Cái đằng các cây súng mà các bạn đang nhìn ý là cây tầm trung nhé bạn nhé. Đây là loại nhỡ. Có cái loại bé hơn, chậu bé hơn và một loại nữa là chậu lục giác sẽ to hơn cái chậu này ạ. Cái đường kính của cái chậu đấy khoảng tầm trên 20 cm ạ. Đây là cái bể mà nhà mình thả các cái chậu súng to hơn ấy ạ. Súng Thái và súng Mỹ ạ. Ngoài cây sen và cây súng thì nhà mình còn có rất nhiều các loại cây hoa khác. Các bạn có thể truy cập website là www.hulatrees.com. Trên đó thì cái phần mà sản phẩm ý thì sẽ phân loại ra thành là cây giống này, cây trong nhà này, cây sân vườn này, cây công trình. Đây là hình ảnh thực tế của các cái cây hoa sen đầu vụ nhé bạn nha. Hoa súng Mỹ ạ, loại chậu to ạ. Còn đây là loại chậu nhỡ. Rất là đẹp. Cây đẹp chưa? Nụ nhiều, ơi là nhiều luôn ạ. Màu thẫm tím đen quá các bạn nhìn không ạ? Tím sẫm quá, không nhìn thấy đây ạ. Đây là các nụ đó. Rất là nhiều nụ. Đây. Cây này nhiều nụ chưa ạ? Thank you.